Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên lớp sơ trung đẳng Phật học. Kính thưa quý vị, có lẽ tất cả Phật tử chúng ta không có ai lạ với chữ cúng dường Tam Bảo. Vậy thì thưa quý vị, cúng dường Tam Bảo nghĩa là gì? Đó chính là cung dưỡng ba ngôi báu. Cung tức là cung cấp, dưỡng tức là dưỡng nuôi. Ba ngôi báu ở đây chỉ cho Phật, Pháp và Tăng. Phật là một ngôi quý báu. Bằng vô lượng công đức tu tập mà Đức Phật đã tích lũy trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, Ngài mới thành ngôi vị chánh giác. Đó là một ngôi báu. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát. Và ngôi thứ hai đó là Pháp Bảo. Pháp tức là lời Phật dạy, là những phương pháp giải thoát khổ đau, dứt trừ phiền não, cứu thoát chúng sanh ra khỏi lầm than. Đây gọi là Pháp. Ở đời người ta thân cận bạn bè, vợ con bầu bạn, nhưng không hoàn toàn an lành, bởi vì trong đó đôi khi chính nơi đó là nơi phát sinh phiền não. Còn nương tựa vào Pháp tức là thuốc giải khổ. Cho nên Pháp được gọi là Pháp Bảo. Và tăng có hai loại. Một loại là tăng hòa kính, một loại là tăng bảo. Tăng hòa kính là những người xuất gia, nương tựa vào giáo Pháp của Phật, thực tập đời sống lục hòa. Họ chưa phải là người thông hiểu để chúng ta có thể nương tựa được. Cho nên đó gọi là tăng hòa kính. Đức Phật chỉ khuyên chúng ta quy y tăng bảo. Bảo tức là tăng bảo tức là gì? Là chỉ cho những vị tăng thông hiểu, hành trì giới luật và có khả năng tác chứng giáo pháp cho chúng ta. Đây gọi là tăng bảo. Những chữ này có lẽ rằng khi mới vào chùa quy y Tam Bảo, các vị đã được nghe tăng ni quý thầy đã dạy dỗ, các vị đã nắm được rồi. Hôm nay chúng tôi nhắc lại một chút xíu mà thôi. Vậy thì thưa quý vị, cúng dường Phật chúng ta hình dung nôm na theo nghĩa đen, tức là chúng ta đem một cái vật thực nào đó hết sức là tinh khiết như là hương hoa trà quả, chỉ là hương hoa nước trắng thôi, nước trà nó cũng có cái tạp ố, thành ra chúng ta không cúng Phật. Rồi cúng tăng thì chúng ta biết rồi, cung cấp nuôi dưỡng cho chư tăng có một đời sống an ổn theo theo cái nhu cầu tứ sự để duy trì sự hiện diện của tăng bảo và giữ gìn những giá trị đạo đức trong thời gian. Điều này chúng ta cũng dễ hiểu. Nhưng mà cúng dường Pháp là cúng dường sao? Không lý nào mình đem quyển kinh đỡ đó rồi mình nấu một nồi chè đem cúng cho quyển kinh hay sao? Lúc chúng tôi còn nhỏ không hiểu cái chữ cúng cúng dường Pháp Bảo là cúng làm sao? À, có phải như vậy không thưa quý vị? Những chữ đơn giản như vậy nhưng mà chúng ta sẽ thấy khó hiểu. Hôm nay Duy Ma Cật Sở Thuyết ở chương thứ 13 này, chúng ta lắng nghe giáo nghĩa cúng dường chánh pháp như thế nào. Mời các vị chúng ta cùng lắng nghe. Lúc ấy Thích Đề Hoằng Nhân đang ở trong hội chúng thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe hàng trăm ngàn kinh pháp do Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng, nhưng thật chưa từng được nghe kinh điển quyết định thật tướng bất khả tư nghị thần thông tự tại như vậy. Đây là lời tán thán của vua trời Tam Thập Tam, tên là Thích Đồ Hoằng Nhân. Ông có nhiều tên gọi, tên thật của ông tên là Câu Dực, Thích Đồ Hoằng Nhân hay là Kiều Thi La. Ông là một vị vua trời kính trọng chánh pháp. Ông có 32 tướng tốt. Tướng tốt của ông không có đẹp như Đức Thế Tôn, nhưng cũng có đầy đủ 32 tướng tốt. Lời lẽ của ông cũng thấu tình đạt lý, cũng đưa đến những kết quả giải thoát như là lời dạy của Phật. Nhưng ông vẫn còn bị vấn đục bởi những dục vọng. Cho nên lời của ông chưa thể gọi là kinh. Kinh chỉ dành cho một vị giác ngộ và giải thoát tuyệt đối, không còn dục vọng như Đức Thế Tôn.
Thì lời của Ngài dạy, từ lúc thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến khi niết bàn tại rừng Ta La, trong khoảng thời gian đó tất cả những gì Thế Tôn tuyên bố đều gọi là kinh. Dạ thưa quý vị, kinh đó được biên tập trở thành thành những phương pháp giúp cho chúng ta tu tập giác ngộ giải thoát khổ đau. Đó gọi là pháp. Và pháp này nó quý báu vô cùng, bởi vì nó có năng lực chuyển phàm thành thánh. Thành ra chúng ta gọi đó là bảo. Và vua trời Thích Đà Hoằng Nhân, ông là một người yêu chuộng chánh pháp. Mỗi tháng ông cũng thọ trì bát quan trai như chúng ta. Ông thường đến tham hội Đức Thế Tôn và lắng nghe chánh pháp. Hầu như tất cả những bộ kinh lớn đều có sự hiện diện của ông. Đặc biệt ông cũng là người đầu tiên thính Phật chuyển pháp luân ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ông khẳng định rằng con đã từng nghe Thế Tôn nói hàng trăm ngàn kinh pháp, cũng như là con nghe từ Văn Thù Sư Lợi tuyên thuyết kinh pháp, nhưng ở đây con chưa bao giờ được nghe cái kinh điển quyết định thật tướng, tức là một cái bản kinh mà nói thánh và thật tướng của các pháp, đó là vô tướng. Những bản kinh này nếu như đầu tiên Thế Tôn ra đời mà tuyên bố lập tức thì chúng sanh sẽ hoài nghi và có thể thối thất tâm Bồ Đề. Tâm tư chúng ta nó hạ liệt, cho nên chỉ có đủ sức nhẫn chịu những pháp nhỏ nhoi. Còn những pháp thượng thừa chúng ta thường sinh tâm hoài nghi. Chẳng hạn như bây giờ cho rằng cuộc đời này là huyễn, mà trong khi chúng ta đang thực tế thế này ai chấp nhận được, phải không thưa quý vị? Có rất nhiều điều mà chúng ta khó có thể phủ nhận được. Chỉ khi nào tâm của chúng ta có một sự trải nghiệm nào đó thì mới ra chúng ta mới hiểu được cái thật tướng của các pháp. Còn nếu chúng ta không có thấu hiểu được, không có trải nghiệm được thì khó mà chấp nhận. Chẳng hạn như bây giờ một phi hành gia từ mặt trăng trở về với quả địa cầu, ông ta ngồi ở trong một cái phi thuyền, mà phi thuyền này á, vì để né tránh ánh mặt trời cho nên nó phải thường xoay vòng tròn liên tục. Vì phi hành gia này trong cái chặng đường từ mặt trăng về các cái vì sao, cho các vì sao hay là mặt trăng trở về với quả địa cầu, trên cái hành trình đó ông có thể nhìn thấy, cứ 2 phút là nhìn thấy mặt trời và 2 phút là nhìn thấy mặt trăng. Tại vì cái phi thuyền nó quay tròn tròn liên tục, và nếu như có thể nhìn ra ở hư không thì ông thấy cả một cái vũ trụ như những thiên hà với những ánh sáng lấp lánh như những vì sao, và cả một cái màn lưới lấp lánh ánh sáng trùm khắp mọi nơi. Nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, ở trong bối cảnh đó, thì chúng ta thấy vạn vật duy nhất thế. Cái khái niệm về thời gian, một tuần, một ngày, một tháng, một năm, tất cả những điều này là do con người chúng ta quy định và chúng ta sống ở trong nó. Nếu như chúng ta đi vào trong định sâu thẳm, nơi đó không còn xuất hiện của thế giới sắc thọ tưởng, tức là thế giới không gian không còn hiện hữu nữa. Và một khi không gian không còn hiện hữu nữa thì thời gian tất nhiên cũng không có mặt. Hoặc là tâm chúng ta quên bạc đi thời gian thì không gian kia nó cũng không có còn giá trị tương tác tâm của chúng ta nữa. Cho nên không gian và thời gian nó không phải là một cái thực thể riêng biệt, mà nó là quy nhất thế. Vậy thì thưa vị, đứng trên phương diện đó, trên lập trường đó, để chúng ta lắng nghe cái kinh điển quyết định thật tướng, tức là dạng pháp đều quy nhất thế, đều vô ngã, thì chúng ta mới thấy đạo Phật nó dẫn đường cho khoa học và vượt khỏi khoa học. Cho nên chúng ta không có nên đem những biện thuyết của khoa học để chứng minh cho đạo Phật. Ngay từ đầu, cách đây trên 2600 năm, Đức Thế Tôn đã khai thị chân lý này: vạn pháp duy nhất thế. Vậy thì ở đây á, kinh Duy Ma Cật Sơ Thuyết này quyết định tất cả các pháp đều vô tướng, mà vô tướng đó là cái thể tánh chung của tất cả vạn vật. Và cảnh giới này là cảnh giới mà chúng ta gọi là bất khả tư nghị, thần thông tự tại, không thể nghĩ bàn.
Trên phương diện này, với một vị có định lực và trí tuệ siêu việt như là Câu Giật hay gọi là Thích Đồ Hoàng Nhân thì ông có thể cảm nhận được. Còn nếu như một người thiếu trí tuệ, thiếu nhận thức, chắc chắn rằng nói tới cảnh giới này họ sinh tâm hoang mang sợ hãi. Tại vì sao? Bởi vì làm sao họ chấp nhận được một cái chân lý đó là không vô ngã, hay là cái thực thế của vũ trụ này là không, không ngày không đêm, không tất cả, làm sao họ chấp nhận nổi? Cho nên cảnh giới này gọi là bất khả tư nghị. Đây là lời tán thán của Thích Đồ Hoằng Nhân dành cho nội dung kinh Duy Ma Cật Sơ Thuyết. Và do vậy cho nên vua trời mới nói rằng: con hiểu ý nghĩa mà Phật nói, nếu chúng sanh nào nghe được kinh pháp này mà tin hiểu thọ trì đọc tụng, chắc chắn sẽ chứng đắc pháp ấy không nghi. Nếu như chúng ta chỉ cần khởi tâm tin hiểu thọ trì đọc tụng thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành pháp khí, không còn nghi ngờ gì nữa. Pháp khí là gì? Là khí cụ ở trong chánh pháp. Và nếu như mà cái gì trái với cái nguyên lý của chánh pháp này, tất nhiên chúng ta không bao giờ chấp nhận nữa, chúng ta không tin nữa. Và ở đây huống hồ theo pháp đó mà tu hành. Vua trời nói rằng nếu như theo pháp đó mà tu hành, tức là theo cái pháp mà thật tướng liễu nghĩa này tu tập, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được quả vị giác ngộ. Những lời chúng tôi trùng tuyên ngày hôm nay đang cố gắng miêu tả trần tướng chánh pháp của Phật. Hy vọng quý Phật tử chúng ta giữ tâm trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe một cách hết sức là nghiêm túc, bằng trí tuệ hẳn hoi. Nếu không thì chúng ta khó mà thẩm nhập được chân lý này. Tiếp theo thưa quý vị, vua trời còn nói rằng người đó ắt sẽ đóng kín các lối ác đạo, mở ra các cửa thiện. Các lối ác đạo tức là gì? Tức là con đường dẫn tới cảnh giới ác, chỉ cho địa ngục, ngã quỷ và súc sinh. Nếu như thấu hiểu thật tướng của các pháp như huyễn và thấu hiểu chân tướng ở trong nội dung của Duy Ma Cật Sơ Thuyết này, cũng như y theo pháp này mà tin hiểu thọ trì, thì chắc chắn rằng tất cả những ác đạo chúng ta sẽ đem bích. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không gây nhân ác thì không thể nào đọa vào cảnh giới ác. Và nếu như có hành động nói năng chỉ là thiện, do hành động thiện cho nên cửa thiện được mở ra. Và người như vậy, sống như vậy sẽ được chư Phật hộ niệm, hay là được sự hộ niệm của mười phương chư Phật. Thế Tôn nói rằng tất cả chúng sanh ở trong ba cõi, nếu như không nhờ sự hộ niệm của mười phương chư Phật và Bồ Tát thì không bao giờ, tức là vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được quả vị giác ngộ. Và chúng sanh đó đều chịu chìm đắm ở trong dòng sanh tử vô lượng kiếp không ra khỏi được. Cho nên chúng ta cũng chớ có coi thường sự gia hộ của mười phương chư Phật. Nói thế không có nghĩa rằng là lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện sự gia hộ mà chẳng làm gì cả. Nghiệp đến thì đến, vay trả trả vay không ai tránh khỏi. Đức Phật ra đời cũng không ngăn cản được nghiệp. Ngài Một Kiền Liên kia cũng bị ngoại đạo nó sát hại. Rồi dòng họ Thích mang cái nghiệp sát, cuối cùng phải chịu cái quả do Tỳ Đô Ly đem binh tấn công. Tất cả những nghiệp quả vay trả trả vay không ai tránh khỏi, không có thần lực nào ngăn cản được cái sức chiêu cảm của nghiệp. Tuy nhiên nếu như chúng ta hành động thiện thì mười phương chư Phật sẽ gia trì, và những thiện căn, thiện duyên, những điều lành, những điều may mắn, những điều gần với những điều may mắn đó, nó sẽ kéo lại gần chúng ta. Và do vậy, nhờ vậy mà chúng ta thành tựu một cách dễ dàng. Nếu như không có được sự trợ duyên này thì chúng ta rất khó. Còn giống như một người cần mẫn học Phật Pháp ngày đêm thì chắc chắn rằng là bên tầng 57.15 hay gọi là Bồ Đề Phật Quốc TV này là một phương tiện trợ duyên cho các vị. Nếu như các vị phát tâm muốn thông hiểu Phật Pháp mà không nương tựa vào những lớp học này thì làm sao có cơ sở để chúng ta thông hiểu? Vậy thì sự gia trì và giúp đỡ của Thầy Huyền Châu cũng vô nghĩa mà thôi. Nhưng nếu như có sự gia trì và giúp đỡ mà các vị nỗ lực nương tựa một chút thì các vị sẽ tự mình giác ngộ. Đây là những chân lý rất bình thường, chứ không phải gì là siêu việt hết. Chúng ta hiểu theo cách đó là chúng ta hiểu đúng lời Phật dạy. Và hơn thế nữa, người này có thể hàng phục ngoại đạo, đánh bại ác ma và vung trồng bồ đề. Hàng phục ngoại đạo như hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất
có khả năng hàng phục ngôi đạo. Ngôi đạo ở đây không phải là cái gì xấu xa ở trong thế gian này, mà ngôi đạo là chỉ cho những ngoài đạo Phật, chúng ta hiểu như vậy, ngoài ngoài cái phạm vi mà Phật dạy gọi là ngoại. Và tất nhiên họ có tông chỉ lý luận của họ, nhưng những ai đi theo giáo nghĩa của Phật là giáo nghĩa có xuất hiện của bốn quả sa môn, mà Thế Tôn nói khi ta chưa ra đời, bốn quả sa môn này tất nhiên không có ở thế gian. Con đường bất tử đã được khai sáng và ta là người thuyết giảng con đường đó. Thành ra những gì chúng ta càng nghiên cứu kinh Phật thì chúng ta mới thấy rõ hơn lời của Phật tuyên bố, đôi khi nghe nó hơi như là một giáo chủ, nhưng mà thực ra đi sâu vào thì chúng ta thấy đó là nền tảng khoa học tâm linh. Đánh bại tất cả ác ma, đánh bại tất cả ác ma. Giáo nghĩa Duy Ma Cật Sở Thuyết này chỉ rõ ác ma ẩn nấp nơi nào, và đi theo giáo nghĩa này thì tất cả ác ma đều bị đánh bại. Giống như chúng ta hành những cái pháp môn bất nhị, hoặc là chúng ta hành những cái phương thức của Bồ Tát Đạo, thì ác ma không thể tồn tại được. Người nào đi theo Duy Ma Cật Sở Thuyết này có thể là vung trồng Bồ Đề thiết đẹp đạo tràng, tức là cái gốc Bồ Đề phải được vung trồng, không thể nào gieo một hạt giống rồi để im đó, không có chăm bón làm sao cho nó có kết quả. Cho nên giống Bồ Đề cũng phải được gieo trồng. Gieo trồng bằng cách nào? Đó là cần mẫn công phu sáng tối. Chúng ta học biết nhiều Phật Pháp nhưng chỉ dừng lại ở ngôn ngữ nói năng thì chưa phải là người chứng ngộ. Và dĩ nhiên phiền não, lo lắng, sợ hãi, trầm luân vẫn còn hiện hữu đó. Thành ra giờ đây chúng ta muốn có được một chút giác ngộ thì nên vung trồng cội Bồ Đề. Và vung trồng như thế nào? Đó là chúng ta tưới tẩm vào những cái hạt giống thiện, hay là gia hành những điều lành. Tức là làm thêm những điều lành, và phát nguyện công phu tinh tấn, học pháp không ngừng, vượt qua những khó khăn chướng ngại để duy trì đại nguyện không bị thối thất. Đây tức là vung trồng Bồ Đề, hay nói cách khác giống như trồng một cái cây xuống thì phải siêng năng chăm bón, có như vậy cây đó mới phát triển. Nhất là những cây ban đầu rất là nguy hiểm, giống như là một cái cây vừa mới trồng xuống còn yếu đuối, còn chưa vững ở trong lòng đất, mà nếu như không được sự chăm sóc cẩn thận thì chỉ cần một cơn gió thôi, hay là một con thú chạy qua thôi, nó có thể đạp cây đó ngã xuống mà chết, hay là cái hạt giống mầm kia có thể là bị héo úa đi. Nhưng mà cây trong cái nào cũng vậy, thưa quý vị, nên vun trồng nó và nên chăm bón nó, nếu không thì tất nhiên không có kết quả. Chúng tôi tiếp tục ha. Tức là người này có khả năng thiết lập đạo tràng đi theo bước chân của Phật. Nếu như chúng ta y vào giáo nghĩa giải thoát được ghi lại ở trong Duy Ma Cật Sở Thuyết thì chúng ta có thể thiết đạt đạo tràng. Thưa quý vị, việc đạo tràng với cái chùa, hai cái ý nghĩa này chúng ta cần phải được xác định rõ ràng. Cái chùa nó như là một chiếc áo, mà ông thầy như là một con người. Không có ai đem tiền bỏ vào trong chùa bao giờ. Cũng không có ai mà đem những cái vật dụng đem chùa bỏ đâu. Chứ mà người ta có cúng gì, hỷ gì đi nữa thì cũng phải có ông thầy ở trong ngôi chùa đó. Cho nên rõ ràng người ta đem đến cái gì để cúng dường cho chùa là do cái ông thầy ở trong ngôi chùa đó, hoặc là bà cô ở trong ngôi chùa đó. Cái vị đang hành pháp trong ngôi chùa đó với sự kính trọng, quý mến như thế nào mà người ta tưởng nhớ, phát tâm cung kính cúng dường. Nhưng mà nếu như ông thầy không có ngôi chùa, không có làm gì cả, ngồi im một chỗ, thì tất nhiên người ta cũng không thể phát tâm được. Thành ra chúng tôi thường nói ông thầy như là một con người, ngôi chùa như là chiếc áo. Chiếc áo tất nhiên không phải là con người, nhưng mà con người phải cần có chiếc áo. Và đây là cái cấu trúc tương tác giữa gì? Giữa con người ở trong ngôi chùa đó và bản thân của ngôi chùa đó. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy thêm một điều nữa. Đó là khi mà chúng ta tu tập ở trong một cái đạo tràng với một cái chùa,
Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa việc kiến thiết ngôi chùa với xây dựng đạo tràng. Xây dựng đạo tràng là xây dựng cái thực thể của người đang tồn tại ở trong không gian đó. Họ tu tập có được sự dẫn dắt trong chánh pháp hay không? Hay là trong ngôi chùa đó họ đang biểu hiện cái gì? Đang biểu hiện chân lý, hay là đang biểu hiện những cái tập quán, hay là thậm chí đang biểu hiện toàn phiền não đâu đó? Vậy thì thưa quý vị, còn cái ngôi chùa là cái gì? Là những cái vật dụng, những cái vật liệu xây dựng lên với một cái hình dáng như vậy theo một nền kiến trúc văn hóa nào đó. Cho nên chúng ta có thể nói rằng cái ngôi chùa nó dễ xây hơn là một đạo tràng. Muốn xây dựng một ngôi chùa không khó, nhưng xây dựng một đạo tràng cực kỳ khó khăn. Nếu như xây dựng một đạo tràng đã hình thành thì ngôi chùa tự nhiên nó sẽ hình thành. Nhưng nếu như mà xây dựng một ngôi chùa mà không để ý tới đạo tràng thì ngôi chùa cũng chỉ là cái nhà che thân, che nắng, che mưa, nhưng nó không có giá trị tu hành bên trong đó. Đây là những điều mà chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta mới thấy rõ. Thành ra thiết đặt đạo tràng phải y vào kinh pháp mà Duy Ma Cật sở thuyết, là những nội dung cần thiết cho chúng ta làm cái kim chỉ nam, làm phương châm dẫn dắt tâm tư của chúng ta để thiết lập đạo tràng. Đi theo bước chân của Phật, Ngài Thích Đức Hoằng Nhân, tức là vua trời, nói rằng: Bạch Thế Tôn, con và các quyến thuộc nguyện sẽ cúng dường phụng dưỡng người nào thọ trì đọc tụng như thuyết tu hành. Tức là con và quyến thuộc, tức là chư thiên ở các cõi trời, nguyện sẽ cúng dường cung kính tất cả những ai mà như giáo nghĩa của Duy Ma Cật sở thuyết hành trì theo. Bất cứ nơi nào, thành thị hay thôn quê, núi rừng hay hoang mạc, chỗ nào có kinh này, con và các quyến thuộc cũng nguyện đến đó để xin nghe và lãnh thọ pháp. Nếu có ai chưa tin kinh này, con sẽ giúp họ phát lòng tin. Ai đã có lòng tin, con sẽ hộ vệ cho lòng tin không bị thôi thất. Nôm na là như vậy. Chúng ta thấy lời phát nguyện thống thiết của vua trời Thích Đồ Hoằng Nhân, một vị có oai đức trong ba cõi. Cho nên hôm nay, nếu như chúng ta phát nguyện thọ trì, học giáo pháp và tu tập theo Duy Ma Cật sở thuyết, tất nhiên chúng ta thấy cái việc mà cúng sao giới hạn nó không quan trọng, thờ thân ông Táo Bình Vôi nó không quan trọng, cầu nguyện tất cả mọi thứ cũng không quan trọng bằng gì? Không quan trọng bằng là chúng ta thọ trì Duy Ma Cật sở thuyết. Bởi vì chúng ta được vua trời và tất cả chư thiên cùng theo gia hộ cho tâm tư của chúng ta. Phật bảo: Lành thay thiên đế, lành thay. Như điều ông nói, ta tán trợ tùy hỷ. Kinh pháp này quán diễn A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề bất khả tư nghì của chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Cho nên thiên đế, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này, đó là cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Như vậy thì ngang đây chúng ta thấy Thế Tôn đã nôm na định nghĩa cho chúng ta hiểu thế nào gọi là cúng dường pháp. Cúng dường pháp là gì? Tức là thọ trì đọc tụng cung kính kinh này. Thọ trì tức là lấy giáo nghĩa này ghi nhớ vào trong lòng. Các vị đã học gần hết Duy Ma Cật sở thuyết, tâm của các vị có thọ trì hay không? Có cung kính thánh giáo này hay không? Có đọc tụng lần nào hay không? Tất cả những việc làm này, Thế Tôn nói rằng đó là cúng dường Phật quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là cúng dường ba đời mười phương chư Phật. Thế thì chúng ta không hiểu một cái nghĩa hẹp, tức là đem một bình hoa nai chuối lên bàn thờ, tức là chúng ta đã cung kính cúng dường, mà hãy thọ trì giáo nghĩa thầm thâm bất khả tư nghì của Phật. Đó là chúng ta đã cúng dường mười phương chư Phật ở trong ba đời. Thế Tôn khẳng định một lần nữa: Này thiên đế, giả như trong thế giới 3.000 đại thiên có đầy Như Lai nhiều như là mía tre lâu sậy lúa mề, nếu hết thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào trải qua trọn kiếp hay gần một kiếp để cung kính tôn trọng tán thán và cúng dường chư Phật này, cho đến khi chư Phật diệt độ thì lại xây bảo tháp 7 tầng rộng lớn bằng 4 thiên hạ, cao đến cõi Phạm Thiên,
để phụng thờ toàn xá lợi của Phật, với đầy đủ biểu tượng trang nghiêm, với tất cả hương hoa chuỗi ngọc cờ phướng âm nhạc vi diệu bậc nhất, trải qua một kiếp hay hơn một kiếp cúng dường, này thiên đế, người đó có được phước đức nhiều hay không? Chúng ta hiểu như thế nào một cái ví dụ mà Thế Tôn tuyên bố hùng hồn như vậy? Đó là gì? Đó là nếu như có người nào ở trong thế giới 3.000 đại thiên này, chẳng hạn như chúng ta phát nguyện sống đời đời kiếp kiếp mà suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ làm cái việc cung kính cúng dường cho vô lượng chư Phật, mà chư Phật đó nhiều như là gì? Như là mía tre lâu sậy lúa mè. Tức là mỗi cây lúa là một đức Phật. Ở trên thế gian này có vô lượng cây lúa, có vô lượng cây tre, có vô lượng lâu sậy. Tất cả mỗi cây như là tượng trưng cho một đức Phật. Và chúng ta làm cái việc là cung kính cúng dường cho vô lượng chư Phật như vậy. Và nếu chúng ta cúng dường trải qua từ kiếp này sang kiếp khác, tôn trọng, tán thán, cung kính cúng dường chư Phật cho đến khi Đức Phật diệt độ và tất cả giáo pháp của chư Phật đó ở trong mười phương đó còn tồn tại ở đời, thì chúng ta ngoài ra, ngoài cái việc là chúng ta dựng lập tháp miếu để thờ Phật, mà tháp miếu to lớn ở trong bốn châu thiên hạ, nó cao lớn tận tới cõi trời Phạm Thiên, cũng như là gì nữa, cũng như là chúng ta tôn thờ chúng ta tôn thờ giáo pháp của Phật, chúng ta lập những cái phương thức cung kính như là hương hoa chuỗi ngọc cờ phước âm nhạc vi diệu bậc nhất, trải qua một kiếp hay hơn một kiếp để cúng dường, thì người đó được phước hay như thế nào? Đây là một cách nói ví dụ, một cách ví von để cho chúng ta hình dung cái việc cúng dường đồ sộ to lớn mà không thể nghĩ bàn như vậy. Và tất nhiên chúng ta biết rằng với cái tâm ý cúng dường lớn lao như vậy, tất nhiên phước báo cũng vô lượng vô biên, không thể hình dung đếm cỡ cho hết được. Thế thì Đức Phật hỏi, này câu dực tức là gì? Tức là Thích Đều Hoàng Nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Người đó phước đức có thể tính đếm được hay không? Vua trời nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, phước đức thật là nhiều đến mức mà đếm trong cả trăm ngàn kiếp cũng chưa thể kể hết được phước đức của người hành cái pháp cúng dường như vậy. Nhưng mà Thế Tôn nói như thế này, này thiên đế, ông nên biết nếu như có thiện nam hay thiện nữ nào khi nghe kinh giải thoát bất tư nghị này, kinh giải thoát bất tư nghị, tức là ở trong này chứa đựng vô lượng nghĩa giải thoát. Và chúng tôi thường khẳng định cho các vị, Duy Ma Cật Sở Thuyết là một bộ kinh đại thừa gồm thâu tất cả tinh hoa của chân lý giải thoát, nằm ở trong giáo nghĩa này nó hết sức là thâm thúy. Từng cử chỉ, từng hành động của chư Phật và Bồ Tát đều toát lên những nghĩa lý thậm thâm vi diệu. Chúng ta cẩn thận khi thẩm định giá trị kinh này, không phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử Phật giáo có 62 nhà Phật học uyên thâm trên 2600 năm qua. Họ đã cẩn trọng bằng tất cả mạng sống của mình để kiến giải giáo nghĩa Duy Ma Cật Sở Thuyết. Chúng ta đừng đem cái tâm hời hợt phàm phu mà dội suy lường giáo nghĩa thầm thâm này. Nếu như chúng ta đem cái tâm phàm phu mà so lường một cách đường đột thì chẳng khác nào như là loài chim sẻ mà sải cánh cùng đại bàng, tất nhiên tự chuốc vạ hoài nghi vào ở trong thân của mình. Thế Tôn nói rằng khi nghe giảng cái kinh này thôi mà có thể tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tin và hiểu, tin những giáo nghĩa thầm thâm như vậy, thọ trì và đọc tụng. Cũng giống như thưa quý vị, chẳng hạn như thế này, chúng ta có thể tin được là ở trong một trạng thái nào đó, không gian và thời gian nó trở nên vô nghĩa đối với chúng ta hay không? Hồi sớm chúng tôi có nhắc đến câu chuyện phi hành gia. Nếu như chúng ta có thể ra ngoài cái vũ trụ này và ở trong một bối cảnh không gian nào đó, chúng ta không còn nhìn là 24 giờ đồng hồ là một ngày một đêm nữa, mà chúng ta nhìn có 2 phút là ban ngày, 2 phút là ban đêm, 2 phút là thấy mặt trời, 2 phút thấy mặt trăng, hay là chúng ta thấy tất cả thiên hà nó như là một cái màn lưới ánh sáng, như những vì sao tinh tú lấp lánh khắp cả hư không. Và ở nơi đó không còn cái khái niệm không gian và thời gian nữa. Và chúng ta thấy cuộc sống của mình, sự sống của mình đang rơi vào ở trong một cái cảnh mà
tất cả toàn là ánh sáng. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái gì mà di chuyển nhanh nhất, cực nhanh thì nó biến thành năng lượng, mà nó di chuyển cực chậm, chậm chạp thì nó biến thành một khối lượng vật chất. Chia cái ranh giới giữa vật chất và cái năng lượng siêu cực này ra không thể chia được. Cũng giống như chia ra không gian và thời gian, không thể chia được. Tại vì không gian từ thời gian mà biểu hiện, thời gian từ không gian mà hình thành. Vậy thì tâm ý và thức của chúng ta, nó là một dạng năng lượng siêu việt, hay gọi là kiền đạt phược, mà chúng ta thường gọi là linh hồn tái sinh. Trong cảnh giới này để thấu hiểu được, thì chúng ta chỉ có thở nhập chân lý sâu xa, chúng ta mới nhận ra được. Vì sao? Bởi vì ở trong cảnh giới đó, chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc vô biên. Còn ngoài ra, ngoài cảnh giới đó ra, thì chỉ là hạnh phúc thô trược, nó bị cái gì? Bị cái vọng trần dẫn dắt. Nó bị cái thế giới vô thường này dẫn dắt. Và làm sao chúng ta có thể đem một cái những cái gì sinh sinh diệt diệt trong thế gian này để chúng ta chứng minh cho một cái khả năng an lạc vô biên ở trong tâm của mình. Cho nên không bao giờ khoa học có thể thực chứng được là sự giải thoát tuyệt đối ở trong đại định đã hiện ra. Mà sự giải thoát đó chúng ta chỉ có đi vào thấm nhập trong một nền khoa học thực nghiệm tâm linh thì chúng ta mới có thể chiêm nghiệm được. Đây là những gì nó hết sức là trừu tượng và siêu việt, khó hiểu vô cùng thú vị. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn giải thích như một chút xíu để ai có thể lãnh hội được chân lý này thì có thể lãnh hội. Chẳng hạn như khi nào chúng ta ngồi khép mắt lại, tương tự nhìn xuống chóp mũi, tương tự nhìn xuống miệng, xuống cằm, xuống tâm, chúng ta an trú tâm vào trong hơi thở. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng hơi thở của mình với vũ trụ nó đồng một thơ tánh, đó là hư không bao la. Và ở trong cái hơi thở đó, chúng ta cứ chiêm nghiệm dần tâm mình an trú, và nó trôi dần, đều trôi dần giống như là một dòng sông lững lờ tới mức mà không còn nghe một tiếng động rắc rắc nữa. Ở trong cảnh giới vô biên sâu xa đó thì bắt đầu chúng ta mới thấy những cái điều biểu hiện siêu việt nó được xuất hiện, chúng ta sẽ cảm nhận được nó. Và nếu như quên bạc ở trong dòng chảy đó thì đâu là không gian và đâu là thời gian? Một khối lượng vật chất từ chỗ đây sang tới chỗ đây, và sự di chuyển của nó như vậy, một sự di chuyển của nó như vậy, từ sự di chuyển của khối không gian này chúng ta đặt cho nó là một quy trình thời gian. Ở trong địa ngục lửa cháy khổ đau, sự di chuyển của tâm thức hết sức là vất vả. Thành ra một ngày một đêm ở trong của người chúng ta bằng 1.000 năm ở trong địa ngục. Đó là do cảm nặng từ trong tâm thức siêu việt mà hình thành. Nói chỗ này không khéo chúng ta không cảm nhận được, rồi chúng ta lại sinh mệt mỏi. Chúng ta quay trở lại với những gì gần gũi nhất. Đó là gì? Đó là tinh hiếu thọ trì và đọc tụng. Bản kinh Duy Ma Cật Sơ Thuyết này thì phước đức còn nhiều hơn là một người mà đem cúng dường vô lượng chư Phật, như là lúa mè tre leo, hoặc là thậm chí dựng tháp miếu của Phật cao lên tới tận trời Phạm Thiên. Làm được cái Phật sự như vậy cũng không phải là lớn lao bằng với cái người mà tín hiếu thọ trì và đọc tụng Duy Ma Cật Sơ Thuyết. Cho nên hôm nay chúng ta học kinh, tức là chúng ta đang tiếp xúc với một công đức vô lượng vô biên. Nhưng đôi khi chúng ta lại không hiểu, trí năng chúng ta không thấy điều này, không cảm nhận điều này. Chúng ta thường sống ở trong hạnh phúc thô trược. Do vậy cho nên á, cái việc mà học kinh chúng ta không chú trọng, cần phải hiểu kinh chúng ta không đặt thành vấn đề quan trọng, cũng như là giảng nói chúng ta xem thường những điều này. Do vậy cho nên chúng ta tự mình đánh mất công đức của mình. Những điều này xin các vị chúng ta nên bỏ chút ít thời gian để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm sâu xa lời của Phật dạy. Vì sao như vậy? Vì bồ đề của chư Phật phát sinh từ kinh này mà ra. Tức là sự giác ngộ của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Mà tướng của bồ đề thì chẳng thể định lượng. Tướng của bồ đề, tức là cái tướng giác ngộ, không thể nào định hình và suy lường hay là tính toán, gọi là định lượng. Do nhân duyên ấy cho nên phước đức của người đó tất nhiên cũng không định lượng.
Lý luận như vậy, lập luận như vậy hoàn toàn có cơ sở. Đức Phật nói rằng trước đây vô lượng kiếp, ngài kể câu chuyện thiền thân. Có một Đức Phật hiệu là Dược Vương Như Lai. Ngài cũng đầy đủ 10 danh hiệu: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thế giới của ngài có tên là Đại Trang Nghiêm. Thời gian kiếp sống đó được gọi là kiếp Trang Nghiêm, hay là quá khứ Trang Nghiêm kiếp, hiện tại hiền kiếp và vị lai tinh tu kiếp đó. Phật thọ 20 tiểu kiếp, thanh văn có 36 na do tha, Bồ Tát tăng có 12 na do tha. Na do tha là cái con số không biết là bao nhiêu mà chỉ biết rất là đông. Và thanh văn tăng tức là những vị thọ trì tứ thánh đế cầu quả chứng A La Hán. Họ lấy một đời sống ít bận rộn an trú trong tịch tỉnh, đó là pháp tôn nghiêm. Còn Bồ Tát tăng là những người xuất gia nhưng mà không không bao giờ ở trong sự an trú được, không bao giờ ở trong cái sự an nhàn được, mà có một đời sống bận rộn vì sự sự giác ngộ cho tha nhân, hay gọi là xá thân cho sự tồn vong của Phật pháp. Thành ra một vị Bồ Tát tăng tức là một cái ông thầy thọ giới Bồ Tát tăng nó khác hoàn toàn với một ông thầy tu hành thanh văn. Tất nhiên cái nào cũng có những giá trị giải thoát, nhưng mà cái phạm vi lớn bé có khác nhau. Cũng giống như là một người học y khoa để tự chữa bản thân của mình, và một người học y khoa để chi? Để cứu mình và cứu vô lượng người đeo bệnh ở trong bệnh viện. Hai cái thái độ học nó khác, hai thái độ làm việc nó khác. Hoặc là một người tu tập là để gì? Để giải thoát một cái giới hạn nào đó. Còn một người thì không muốn rời bệnh viện, chỉ có muốn ở mãi cứu cho hết người này sang người khác mà thôi. Tùy theo cái tâm tư phát nguyện mà hành trì. Khác nhau giữa Thanh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng là như vậy. Thế Tôn nói rằng Thiên Đế bấy giờ có vị chuyển luân Thánh Vương tên là Bảo Cái, có đủ bảy báu. Bảy báu là chúng ta biết đây là chuyển luân Thánh Vương đều có bảy báu, tức là Voi báu này, hay là Ngọc Nữ báu này, hay là Châu báu này, hay là Đại Thần báu này, hoặc là Cư Sĩ báu đó, thì chúng ta tự tìm hiểu lại ha. Họ có đủ sức cai quản bốn châu thiên hạ mà không cần phải động binh đao. Vị vua này tự có oai đức, ông có 1.000 người con, và con của ông đều là những dũng sĩ, cho nên cần cái gì đó thì chỉ cần con của ông đi dẹp loạn, không cần thiết phải sử dụng binh đao ở trong 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 nhân gian. Vua có 1.000 con trai đoan chính, oai dũng, hàng phục mọi oán địch, tức là tất cả những cái cừu oán thù địch đều đều bị 1.000 người con của vua có thể hàng phục hết thảy. Thời ấy, Thánh Vương Bảo Cái và quyến thuộc đã tôn kính cúng dường Đức Dược Vương Như Lai, bố thí các tiện nghi an lạc cho đến hết 5 kiếp. Tức là cái ngày đó, kiếp đó có một vị vua tên là Bảo Cái. Vị vua Bảo Cái này cúng dường Đức Như Lai Dược Vương và bố thí tất cả những cái việc tiện nghi cho đến 5 kiếp. Sau đó vua căn dặn 1.000 người con, tức là nhà vua Niết Bàn, chứ là nhà vua Băng Hà, thì ông căn dặn 1.000 người con rằng các con nên bằng thâm tâm tôn trọng cung kính cúng dường như ta đã làm, tức là bằng cái nội tâm sâu xa, bằng cái sự trân trọng kính quý và cúng dường chư Phật, cúng dường Đức Phật như là ta đã làm lúc ta còn sinh tiền. 1.000 người con phụng mạng vua cha, cúng dường Đức Dược Vương Như Lai cho đến hết 5 kiếp, bố thí tất cả phương tiện an lạc. Sau đó một trong những người con này chính là Nguyệt Cái. Lúc ngồi một mình đã tự nghĩ như thế này: có sự cúng dường nào cao quý hơn sự cúng dường chúng ta đã làm không? Thưa vị, thầy tóm tắt lại nội dung chỗ này chứ không nói dài dòng, các vị có thể là lạc lạc hướng, suy nghĩ bị lạc. Tức là Đức Phật kể lại ở trong một cái kiếp, trong vô lượng kiếp vừa trước có một Đức Phật hiệu là Dược Vương Như Lai. Ngài là một Đức Phật
có rất đông đảo đệ tử, với chúng đệ tử Thanh Văn, chúng đệ tử Bồ Tát Tăng và cư sĩ tại gia đầy đủ đông đảo. Và lúc đó có một vị Dương Luân Thánh Vương, tức là ông vua ở trong cái quả địa cầu, ông vua lớn ở trong cái quả địa cầu này, ông có đầy đủ những cái phương tiện và đất nước thái bình thịnh trị. Ông dùng chánh pháp bê trì, ông đem tất cả đời sống của mình, những cái gì mình có thực có được để cúng dường cho Phật và đệ tử của Phật. Đến khi ông băng hà, ông trăn trối và di huấn cho con của mình, 1.000 người con hãy sử dụng cái tâm gọi là thâm trọng của mình để mà cung kính cúng dường Phật cũng như là giá trị mà Phật đã đỡ lại. Thì thưa quý vị, 1.000 người con này họ cũng làm. Họ làm đầy đủ những công đức từ cha tới con như vậy xong, thì có trong đó, trong 1.000 người con đó, có một người tên là Nguyệt Cái. Ông mới suy nghĩ, cha của mình làm nhiều công đức và 1.000 anh em của mình cũng đã làm rất nhiều công đức, vậy thì có cái sự cúng dường nào trên thế gian này cao hơn đó và quý trọng hơn đó hay không? Đó là ông khởi cái tâm so lường trong cái công đức cúng dường, thứ xem nó có cái gì hay không. Thì việc gì xảy ra thưa quý vị? Lúc đó Đức Phật Dược Vương mặc dầu đã ẩn đi nơi thế gian, đi vào vô dư Niết Bàn, nhưng khả năng tiềm tàng của Ngài gọi là Phật tâm vô sứ bất từ bi, không bao giờ an trú ở trong Niết Bàn thịt diệt, mà chết đây sinh kia ẩn tàng đâu đó để độ tặng chúng sinh. Thành ra Phật báo hay là Phật Dược Vương đã dùng thần lực của mình mà khiến cho một vị chư thiên ở trong hư không nói rằng là: này thiện nam tử, cúng dường pháp là cúng hơn hết thấy mọi sự cúng dường. Như vậy thì thưa quý vị, bài học hôm nay của chúng ta là cúng dường chánh pháp. Mà từ đầu là các vị đi vào trong chùa Quy Y Tam Bảo, tức là quy Phật Pháp Tăng, và chúng ta phát tâm cung kính cúng dường Phật Pháp Tăng. Cúng dường Phật và Tăng dễ hiểu rồi, còn cúng dường pháp như thế nào chúng ta còn mơ hồ. Và thì ở đây qua cái việc là cúng dường một đời sống vật thực như vậy, như vậy, như vậy, công đức như thế nào, Đức Phật nó không bao giờ bằng là việc cái là đọc tụng rồi tin nhận thông hiếu thọ trì kinh này. Và giờ đây Đức Phật đưa ra một cái ví dụ cho chúng ta hiểu rõ hơn, đó là thực tế có một vị vua tên là Báo Cái cúng dường cho Đức Phật Dược Vương và cùng với 1.000 người con của ông, nhưng trong đó có một người con tên là Nguyệt Cái, là khởi cái tâm muốn đi một bước cao hơn nữa, đó là có sự cúng dường nào siêu việt hơn hay không. Do vậy mà khởi tâm niệm đó, và Đức Phật Dược Vương đã dùng cái thần lực mà khiến cho chư thiên trong hư không nói rằng còn có một sự cúng dường pháp là cúng dường cao hơn. Và Nguyệt Cái liền hỏi lại trong hư không rằng là cúng dường pháp là thế nào. Thiên thần đáp rằng: hãy đến hỏi Phật Dược Vương Như Lai sẽ được giải thích đầy đủ. Thì thưa quý vị là Nguyệt Cái lập tức đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, sát chân Ngài, rồi đứng sang một bên và hỏi là: bạch Thế Tôn, con nghe nói cúng dường pháp là cao quý nhất ở trong các cách cúng dường, vậy thế nào là cúng dường pháp? Thì lúc bây giờ Phật bảo như thế này: này thiện nam tử, cúng dường pháp là đối với kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết pháp khó tin và khó hiểu, khó tiếp nhận đối với hết thảy thế gian. Vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thể lấy tư duy phân biệt mà hiểu được. Nó là bảo vật ở trong pháp bảo tạng của Bồ Tát, in bằng dấu ấn Đà La Ni, dẫn đến bất thối chuyển thành tựu sáu độ. Chúng ta ngừng lại phân tích một chút. Đức Phật đáp rằng: cúng dường pháp là gì? Là đối với kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết giảng. Chẳng hạn như Duy Ma Cật Sở Thuyết là một bộ kinh có tư tưởng siêu việt sâu xa vô cùng. Và đối với bản kinh như vậy, đối với những bài loại kinh như vậy, chúng ta không có khởi tâm hồ nghi, không có khởi tâm là bài bác. Khi chúng ta chưa hiểu, đừng có vội vàng phán xét về bài bác. Một khi chúng ta đã phán xét về bài bác thì tất nhiên chúng ta sẽ không có cơ hội để mà hiểu bản kinh đó nữa. Tại vì rõ ràng trong tâm chúng ta đã đưa ra một kết án và quyết định không có thọ trì nó rồi, cho nên mới có sự phán xét về bài bác nó. Còn chúng ta tạm ghi nhận nó đi,
Mặc dù mình chưa hiểu nhưng chưa thở thảo trì được thì cứ tạm ghi nhận. Biết đâu lúc nào đó rồi mình thông minh đột xuất lên, tự nhiên mình hiểu ra thì sao? Con người mình nó vậy, thưa quý vị, trong kiếp sống vô mà cái kiếp sống ngũ trược này á, đôi khi chúng ta nhiều kiếp coi như trầm luân tối tăm, mà có khi chúng ta gọi là mình trở thành cái gọi là ngu truyền thượng phẩm á, trong kinh dùng chữ là ngu truyền thượng phẩm. Và biết đâu ở trong đó bất chợt mình cũng có thời giác ngộ thì sao? Chúng ta liên tưởng một số giáo nghĩa khác, chẳng hạn như Đức Phật nói rằng á là có những điều bất khả tư nghị, chẳng hạn như là chúng sanh đang trôi lên hợp lệnh ở trong dòng sông sanh tử, nhưng mà nếu như lấy nghe chánh pháp thì bất chợt cũng có thời giác ngộ. Hoặc là mặc dù sống một đời sống phóng túng buông lung như vậy, nhưng chịu khó dừng lại để nghe giáo pháp một lần thôi, một chút thôi, thì biết đâu ở trong đó cũng có một cái cơ hội giác ngộ. Cho nên có những điều bất khả tư nghi mà Thế Tôn ra đời giảng giáo pháp thì nó đạt được cái hiệu quả mầu nhiệm như vậy. Chưa có một loại giáo pháp nào mà tất cả chúng ta đi vào trong đó có được kết quả mầu nhiệm như thế đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng đối với tất cả những cái kinh mà khó tin, khó hiểu, khó tiếp nhận đối với thế gian, nó vi diệu, khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thể lấy tư duy phân biệt mà hiểu được những nội dung kinh đó như thế nào. Nó là bảo vật ở trong pháp tạng của Bồ Tát. In bằng dấu ấn Đà La Ni. Dấu ấn Đà La Ni là gì thưa quý vị? Ở đây chúng ta hiểu rằng á, là tổng trì có vô lượng thì thật tướng là một trong đó. À, cho nên nếu như kinh nói thật tướng thì thật tướng ấy chính là ấn. Thành ở đây nói rằng là in bằng dấu ấn Đà La Ni, tức là cái dấu ấn chỉ về thật tướng. Một khi chỉ về thật tướng giống như là đóng cho nó một khuôn dấu, và khuôn dấu đó là pháp giải thoát của Phật. Bởi vì tất cả những cái phương pháp của thế gian nó là có hoặc là không ở trong một thế giới hữu vi này, chứ không ra khỏi luân hồi. Còn cái giáo nghĩa mà được trình bày với những nội dung vô thường, khổ, giả, không, không tức là vô ngã đó, thì với một cái ấn chứng như vậy, đó chính là thánh giáo của Phật. Giáo pháp nào mà dẫn đến bất thối chuyển thành tựu sáu độ, tức là thành tựu cái lục ba la mật, hay gọi là cái cảnh giới bất thối chuyển, cũng giống như là niệm Phật cầu sanh Tây phương tịnh độ, nơi đó là cảnh bất thối chuyển. Khéo phân biệt nghĩa thuận với pháp Bồ Đề. Giáo pháp mà khéo phân biệt là chúng ta hiểu nghĩa. Và nó là thuận với gì? Thuận với pháp Bồ Đề, tức là pháp giác ngộ. Nó không có chống trái lại với pháp giác ngộ. Nó không có đi ngược lại với cái sự sự an lạc. Mà không phải là cái giáo pháp mà chúng ta càng học càng điên đảo, càng học càng 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 rối loạn trong đó. Đó là gì? Đó là kinh tối thượng giúp người vào đại từ đại bi, xa lìa các ma sự và tà kiến. Những nội dung có cái sức thẩm thâm vi diệu như là gì? Như là đại từ đại bi đưa chúng ta đi vào trong cảnh đại từ đại bi. Đại từ là ban vui, đại bi là cứu khổ, và có từ có bi thì chúng ta mãi ở trong an lạc. Bởi vì nhân đem đến hạnh phúc cho bao la thì chúng ta có hạnh phúc rộng lớn. Đây là nhân quả bình thường mà thôi. Và ở đây Đức Thế Tôn còn nói rằng á là những cái nội dung kinh mà xa lìa ma sự và tà kiến, thuận với pháp nhân duyên vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi. Tất cả những chân lý này là chúng ta đã học ở lần trước rồi. Hay dẫn chúng sanh đến ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân. Tức là giáo nghĩa mà có thể dẫn dắt chúng sanh từ cái cảnh trầm luân trong sanh tử, luân hồi tử ở trong lục đạo mười phương. Bây giờ này á, dần dần từng bước ngồi dưới cội Bồ Đề và ngay nơi đó có thể thiền định 49 ngày đêm và chứng đắc giáo nghĩa giải thoát khỏi của trầm luân sanh tử. Cái giáo pháp mà người nào có thể đi vào trong đó và thấy được rõ ràng cái tường vách của thế giới ngũ uẩn. Tại vì chúng ta biết rằng á, là vũ trụ duyên sinh này á, là do các pháp nhân duyên sinh, nhân duyên diệt. Ở trong thế giới nhân duyên sinh, nhân duyên diệt này, nó luôn luôn biểu hiện đầy đủ cái nguyên lý nhân quả luân hồi. Và bản thân chúng ta mang lấy thân tứ đại ngũ uẩn, chịu sự chi phối vô lượng ở trong thế giới đó. Cho nên tất nhiên chúng ta cũng bị lầm than. Nhưng hôm nay nếu chúng ta thấu triệt được thế giới ngũ uẩn nhân duyên bằng đại định soi chiếu,
thì tất nhiên ở trong tâm chúng ta sẽ không còn sự chi phối của nó nữa, và ngay lúc đó chúng ta tác chứng đạo giác ngộ như Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo với quả Bồ Đề. Những giáo pháp mà giúp cho chúng ta được như vậy, rồi giáo pháp mà các được các trời rồng Càn Thác Bà đồng ca ngợi, hay đưa chúng sanh vào kho tạng chính pháp của chư Phật, thâu đạt hết thể trí tuệ của hiền thánh, chỉ dạy con đường sở hành của chúng Bồ Tát, y trên thật nghĩa thật tướng của các pháp mà thuyết minh vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Bốn đặc tính của pháp giác ngộ: vô thường, khổ không, vô ngã giả và tịch diệt. Khổ, vô thường, khổ không với vô ngã nó là một đó, và tịch diệt tức là niết bàn. Chứng hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi tịch diệt với lạc. Chứng hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Có thể cứu người hủy phạm cái gì, có thể cứu người hủy phạm cấm giới, khiến cho chúng ma ngội đạo và tham trước sinh sợ hãi. Những giáo pháp nào mà có thể cứu với tất cả những người lầm than, những người hủy phạm giới pháp, một khi đi vào trong giáo pháp thì đều có thể thanh tịnh trở lại với đạo giác ngộ, và khiến cho chúng ma ngội đạo và những người tham trước đi vào trong giáo pháp đó, họ sinh tâm sợ hãi. Chúng ta cứ xem, nếu như tâm chúng ta mà còn chìm đắm ở trong tài sắc danh thực thủy thì chúng ta chẳng có ưa sự tu hành bao giờ. Nhất là tâm chúng ta mà say đắm trong ái dục thì nói tới chuyện tu hành là chúng ta sinh tâm ghét bỏ, thậm chí là bài xích, chỉ trích. Những giáo pháp mà được chư Phật và thánh hiền ca ngợi và nó có khả năng quét sạch khổ sanh tử, chỉ ra cái niềm vui niết bàn mà chư Phật ở trong mười phương ba đời từng thuyết giảng. Nếu như chúng ta nghe xong giáo pháp này, Đức Phật nói rằng người nào biết thọ trì đọc tụng vì chúng sanh, diệu dụng phương tiện để giảng giải cho họ tỏ tường vì thủ hộ pháp, như vậy gọi là cúng dường pháp. Nhưng mà thưa quý vị, hiện tại chúng ta đang làm gì đấy? Rõ ràng chúng ta đang cúng dường pháp. Cúng dường, cung tức là cung cấp, dưỡng tức là dưỡng nuôi. Như vậy nếu như chúng ta muốn làm cho giáo pháp được trường tồn, chúng ta chỉ có thọ trì, thấu hiểu và đọc tụng giảng nói, giữ gìn truyền bá. Có như vậy giáo pháp đó mới được sáng tỏ, mới được sung mãn, mới được phát triển. Hay nói cách khác, chân lý có giá trị khi nào có người thực hiện nó. Chân lý không phải là cái để nói năng. Chân lý để nói năng và tôn thờ cái sự nói năng đó, nó không phải là chân lý và nó không có giá trị gì cả. Chân lý chỉ có khi nào có ai đó thực hiện nó, là sống với nó, chiến dương nó, thì chân lý đó nó mới góp phần sôi sáng ở trong cuộc đời, nó đem đến bình an hạnh phúc cho cuộc đời. Vậy thì tất cả những thánh giáo mà Đức Phật đã dạy ở trong Duy Ma Cật Sơ Thuyết, nó là chân lý siêu việt, nó là chân lý siêu việt. Và một khi chúng ta thọ trì tất cả những lời dạy này để chúng ta biến nó thành hành động thực tế cho nội tâm của mình, cũng như là suy nghĩ lời nói của mình, thì tất cả những điều này tức là chúng ta đã cúng dường giáo pháp của Như Lai. Thế thì thưa quý vị, việc cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp và Tăng, chúng ta đã thấu hiểu được nghĩa lý sâu xa. Đáng tiếc chúng ta không đủ thời giờ để nghiên cứu sâu xa hơn nữa và bàn luận nhiều hơn nữa. Hôm nay chúng ta xin dừng lại ngang đây, và cái giờ pháp đàm xin các vị chúng ta sẽ hối vào giờ sau. Trân trọng kính tạm biệt quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.